Kính thưa quý vị, Do Thái cấp thêm 5.000 giấy phép lao động cho người Palestine. Do Thái đã chấp thuận cấp 5.000 giấy phép lao động mới cho người Palestine ở Tây Ngàn vào hồi đầu tháng này là một phần của các biện pháp kinh tế nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Bộ Lao động Palestine cho rằng biện pháp này đã không đi đủ xa để tạo thêm cơ hội việc làm cho người thất nghiệp Palestine. Các nhà đàm phán Do Thái và Palestine phần lớn đã gặp nhau trong bí mật tại các địa điểm ở Do Thái và Palestine kể từ khi các cuộc đàm phán do Hoa Kỳ làm trung gian khởi động tại Hoa Thịnh Đốn vào tháng 7. Người Palestine làm việc tại Do Thái kiếm được mức lương ít nhất gấp 2 lần so với những gì họ có thể kiếm được ở Tây Ngàn. Chính phủ Palestine cho biết khoảng 37.500 người lao động Palestine có giấy phép lao động của Do Thái. Trong khi đó, theo ước tính, có khoảng 256.000 người thất nghiệp ở Tây Ngàn. Bộ Quốc phòng Do Thái khẳng định có đến 75.000 người Palestine có giấy phép làm việc ở khắp Do Thái, cũng như trong các khu định cư ở Tây Ngàn và Đông Jerusalem. Do Thái cũng đã cấp thêm 3.000 giấy phép cho người lao động ở lại Do Thái cả tuần để họ khỏi cần phải đi về nhà hàng ngày và giảm độ tuổi giới hạn từ 26 xuống còn 24 tuổi. Do Thái đã thắt chặt giới hạn giấy phép lao động cho người Palestine kể từ sau cuộc nổi dậy bạo lực bắt đầu từ năm 2000. Trước đó, khoảng 170.000 người Palestine ở Tây Ngàn và Gaza có thể làm việc tại Do Thái. Ngoài ra, khoảng 30.000 công nhân Palestine không có giấy tờ cũng có được thu nhập từ những người chủ Do Thái. Tuy nhiên, một loạt các trạm kiểm soát của Do Thái tiếp tục hạn chế việc qua lại của những người lao động. Nhiều người mất hàng giờ đồng hồ để đi từ Tây Ngàn đến nơi làm việc của họ tại Do Thái. Bộ Lao động của chính quyền Palestine đã giảm nhẹ lợi ích của thỏa thuận mới, nói rằng một hệ thống tỷ lệ hạn chế số lượng nhân viên Palestine mà một công ty Do Thái có thể tuyển dụng vẫn còn là một rào cản đáng kể. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Do Thái, ông Guy Inbar, đã bác bỏ rằng có một vấn đề hạn ngạch trong việc tuyển dụng công nhân Palestine. Cả Do Thái lẫn Palestine đều không mấy lạc quan đối với các cuộc đàm phán hòa bình vừa được khởi động lại.